Mình hiện ở địa chỉ số nhà bao nhiêu ạ? Chị ở khu Vô Chai Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Và năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay chị 47 tuổi. Chị có thể kể lại quá trình điều trị bệnh của mình ạ? Chị phát hiện mình bị u xơ tử cung là khi nào vậy chị? Tự nhiên là tôi thấy đau bụng, đau lưng, ra nhiều khi hư, một ngày thay 2-3 lần một hốt vẫn ra khi hư. Tôi đi bệnh viện Nguyễn Bảo A khám thì bác sĩ viên bảo là cái u xơ của chị đã to 80x85 rồi, chị phải đi phẫu thuật ngay. Thì tôi rất là sợ, tôi ra không dám đi xe ôm về. Thế tôi bắt taxi để về. Về tối hôm đấy thì bác sĩ bảo là ở Mộ A thì bảo là phải đi bệnh viện Yên Bái luôn. Nhưng mà tôi ở thôi không đi Yên Bái là đi về thẳng Trung ương. Thì tôi đi về bệnh viện Trung ương thì tôi khám với bác sĩ ở cái u xơ của chị rất là to, nhưng mà giờ thì chưa thể phẫu thuật được. Vì chị đang đến bị viêm thán rồi thì không thể phẫu thuật được, đấy về. Về thì tôi bên bạn tôi xem thì bảo là tôi cứ dùng bằng xem vào u gan bù khang. Thì tôi dùng 3 tháng sau tôi bảo là nếu mà uống vào của hàng 3 tháng mà nó mà không thuyên giảm thì tôi sẽ đi phẫu thuật. Nhưng mà tôi đi uống 3 tháng thì chưa được 3 tháng tôi về tôi cũng phụ sản Trung ương. Cũng cùng một bệnh viện thì tôi khám với bác sĩ bảo sau của chị nó lại bé nhanh như thế này. Nó của chị 80x85 mà hôm nay chị này chỉ còn có 40x48 thì chị về chị dùng cái gì mà lại xuống thế này. Thì tôi bảo là tôi có dùng ngà bù khang, một ngày tôi uống 6 viên. Cái hợp với ăn uống thì bác hỏi ăn những gì thì tôi chỉ ăn những đồ thịt gà với cá với tôm thôi, còn thịt lợn, thịt bò, thịt trâu, thịt chó tôi không ăn, cứ kết hợp với ăn rau xanh. Thì bác bảo bây giờ của chị bé này thì chị về chị cứ kết hợp ăn uống đi. Chỉ uống ngà bù khang với lại một ngày uống 6 viên này, với lại tôi ăn thêm buổi tối tầm 8 giờ tôi ăn thêm tam thất một thìa. Thì của tôi sẽ duyên giảm như thế đó. Rất là tốt. Chị thấy cái ngà bù khang là chị thấy giảm nhiều mà về hiện tại đến bây giờ chị không còn khi hư mà không còn đau lưng đâu nữa. Và hiện tại thì chị có tiếp tục sử dụng ngà bù khang không ạ? Chị vẫn sử dụng, bác sĩ khuyên cho mình chị là nếu như của chị nó bé như này chị cứ sử dụng 3 tháng nữa. Dạ, chị xuống nếu mà kiểm tra lại thì xem như nào, mà em bác sĩ cũng bảo công nhận là bất ngờ luôn.